Xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả của Việt VTV. Quý vị đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại của chúng tôi. Trong ngày hôm nay, Trọng Thắng xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả công ty điện thoại quốc tế Đông Nam Á. Trong hôm nay thì có sự hiện diện của ông Nam Lộc. Ông là thành viên của ban lãnh đạo của công ty Đông Nam Á. Thì Trọng Thắng xin gửi lời chào trân trọng đến ông. Dạ vâng, xin chào anh Trọng Thắng và cũng xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài truyền hình Việt VTV. Cùng xuất hiện trong ngày hôm nay với ông Nam Lộc đó là ông Tuấn Nguyễn. Trọng Thắng xin trân trọng giới thiệu vị giám đốc điều hành của công ty Đông Nam Á. Xin chào ông. Dạ vâng, xin chào anh Trọng Thắng. Tuấn cũng xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình hôm nay. Dạ vâng. Thưa anh, là câu chuyện thương mại mình có cái thời lượng rất ngắn, cho nên Trọng Thắng xin phép đi thẳng ngay vào trong cái vấn đề để tiết kiệm thời gian và cho quý khán giả được hiểu rõ hơn. Thì thưa anh Nam Lộc, là việc đầu tiên Trọng Thắng muốn hỏi anh là trước đây thì anh là một người và phải gọi là hoạt động trong cộng đồng Việt Nam từ năm 1975 cho đến nay, trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội. Và cùng song song với đó thì anh là một nhạc sĩ với nhiều những cái nhạc phẩm phải gọi rằng là rất là quý báu và vô giá cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Dạ, và bây giờ thì anh lại là một thành viên cho ban lãnh đạo của công ty điện thoại quốc tế. Thì thưa anh, là cái lý do gì mà anh lại bắt tay vào cái công việc kinh doanh như vậy, và nó bắt nguồn từ đâu thưa anh? Cảm ơn Trọng Thắng đã gợi ý cho tôi để được có cơ hội để chia sẻ với Trọng Thắng và quý vị khán giả. Thực sự thì thưa anh và thưa quý vị, cách đây vào khoảng 10 năm trước thì anh em trong gia đình chúng tôi có cái quan tâm là hình như là các công ty điện thoại của Mỹ họ lợi dụng cái sự mà xa cách quê hương của những người tị nạn Việt Nam, sống xa nhà mà muốn có cái vấn đề thì phải gọi về quê nhà đó, thì các hãng điện thoại ở bên Hoa Kỳ họ lấy giá rất là đắt. Vâng. 50 mấy xu, 60 mấy xu, 70 mấy xu một phút. Cho nên anh em chúng tôi mới ngồi lại thì nghĩ rằng tại sao mình lại không tạo ra một cái công ty và cùng để cạnh tranh với họ, để tạo một cái giá thấp, một cái nhu cầu để đáp ứng cho cái cộng đồng Việt Nam mình. Vâng. Thì từ cái lý do đó chúng tôi đã thành lập công ty điện thoại quốc tế Đông Nam Á. Không phải là để cạnh tranh với người Mỹ, nhưng mà tối thiểu để giảm những cái chi phí, hầu cái số thành làm cho cái giá thành rẻ hẳn đi. Thì anh em chúng tôi không ngờ thành công vấn đề đó. Đó là cái lý do mà đưa tôi vào, như anh nói là thương trường, chứ thực sự công việc thương mại không phải là nghề của tôi. Dạ, dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh, là Trọng Thắng vẫn còn nhớ rất rõ là vào những thập niên năm 1990 lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ và gọi một vài cuộc điện thoại đến về Việt Nam thăm gia đình, và đến cuối tháng nhận một cái hóa đơn lên tới cả 300-400 đúng như vậy. Thành thử ra là thưa quý khán giả, bắt nguồn từ đây, và cũng xin chân thành cảm ơn anh đã có một cái ý tưởng mà giúp đỡ cộng đồng như vậy. Thì thưa anh Tuấn Nguyễn, là anh cũng là một trong những giám đốc điều hành của công ty. Thì trong những cái năm đầu và trong cái lúc mà thành lập công ty thì đến ngày hôm nay thì đã trải qua 10 năm, để mà đứng vững trên thương trường trong vòng 10 năm thì không phải là một chuyện dễ dàng. Thì những cái khó khăn ban đầu nó như thế nào, và hiện nay cái mục đích ngoài cái vấn đề là làm giảm cái cước phí gọi về Việt Nam, thì bên trong công ty còn có những cái điều gì để mà muốn chia sẻ đến tất cả các đồng hương thưa anh? Vâng, cái thứ nhất là để sống còn trong 10 năm vừa qua đó, thì chúng tôi vẫn tin là với cái uy tín, cái trách nhiệm và cái phẩm chất của cái đường dây gọi chúng tôi, để làm cho tất cả mọi khách hàng hoặc là để thương mến tới chúng tôi để mà vẫn còn sử dụng cái đường dây. Kèm thêm đó nữa thì với cái chủ trương là giúp đỡ với trong những cái công cuộc từ thiện. Vâng. Trong cộng đồng Việt Nam của mình, thì hai anh em chúng tôi thường nói chuyện với nhau thì mới cảm thấy là một trong những cái việc mà chúng tôi muốn giúp đỡ nhiều nhất là công việc giúp đỡ thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Từ khi cuộc chiến tàn cả mấy bao nhiêu năm qua, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn không thể nào quên được cái sự hy sinh lớn lao của tất cả những quân nhân của đã chiến đấu trong cái quân đội của quân Việt Nam Cộng Hòa. Họ hy sinh, cái sự hy sinh của họ rất là nhiều. Họ đã chiến đấu một cách rất là dũng cảm. Bao nhiêu người đã bỏ xác ở ngoài chiến trường, và có rất là nhiều người để lại một phần thân thể của họ ở ngoài chiến trường như vậy. Thành ra tụi tôi không thể nào quên được
cái sự hy sinh lớn lao đó của họ. Tôi muốn bổ túc điều Tuấn nói, và đó cũng là cái hoài bão khi mà anh em chúng tôi ngay từ cái năm đầu tiên là năm 2005 đó, thì coi như công ty tạm đứng vững và thành công, thì chúng tôi đã nghĩ ngay đến cái việc mà phải tiếp tay với hội HO tương trợ thương phế binh, mà chủ tịch là bà Trung tá Hạnh Nhân, chắc là anh Trọng Thắng và quý vị cũng biết. Thì sau đó chúng tôi chính đích thân đã mời bà Hạnh Nhân và hội HO tương trợ thương phế binh đến để bàn một kế hoạch giúp đỡ cho thương phế binh một cách cụ thể. Thì sau đó thì năm 2006 thì những cái chương trình đại nhạc hội cứu trợ thương phế binh đã được ra đời, và từ liên tục cho đến ngày hôm nay là lần 7 lần, và số tiền quyên góp có thể nói là rất là khả quan, có những năm thu được cả triệu đô la. Nhưng mà thưa anh Trọng Thắng và thưa quý vị khán giả, với cái số lượng hiện nay cái danh sách thương phế binh mà hội HO đang có đó lên đến 17-18 ngàn người, mà khi mà anh nhận được 1 triệu đô la mà anh gửi về chỉ cần một người 100 đô la trong một năm thôi đó, thì anh chỉ giúp được chưa đến 10 ngàn người. Thì số còn lại là 6-7 ngàn người vẫn không có tiền để mà trợ giúp, nhất là trong cái mùa những ngày lễ Tết này. Thì đó là những điều mà chúng tôi, anh em chúng tôi rất là quan tâm. Và thưa các anh, thưa hai anh, là anh Tuấn Nguyễn, là cái vấn đề mà trợ giúp tất cả các thương phế binh ở Việt Nam là một cái điều phải gọi là một cái món quà vô giá. Bởi vì sau những cái năm tháng từ sau cuộc chiến kết thúc vào năm 1975 cho đến nay, thì mãi cho đến khi mà 2005 như anh đã trình bày, thì công ty điện thoại quốc tế Đông Nam Á cùng hợp tác để mà mở ra một cái những cái đại hội nhạc để mà giúp cho những người thương phế binh. Thì thưa anh Tuấn Nguyễn, tại sao lại là những người thương phế binh? Tại vì ở bên Việt Nam mình, chúng ta thì có nhiều những cái người khác nhau, thì anh có thể trình bày. Thưa anh Trọng Thắng và thưa quý vị khán thính giả, người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, sau khi mất nước họ trải qua rất là nhiều cái sự tủi nhục. Họ bị đuổi ra khỏi bệnh viện, những cái hình ảnh của họ lê lết trên mọi nẻo đường, nó vẫn còn hằn sâu vào ký ức của anh em chúng tôi. Phải nói rằng mỗi lần nghĩ tới là mình vẫn không cầm được nước mắt. Những cái hình ảnh đó, những cái sự hy sinh lớn lao của họ, và hiện giờ họ không có một nơi nương tựa, không có một sự giúp đỡ nào. Họ phải lê lết vất vưởng từ nẻo đường này qua nẻo đường khác để làm mọi thứ để kiếm cách sống. Có thể phải nuôi cả những cái con cái còn nhỏ dại, hoặc là bố mẹ vẫn còn già. Thành ra cái tình cảnh đó rất là thương tâm anh Trọng Thắng. Thành ra mình muốn cho quý vị khán thính giả hiểu rằng nếu mình không làm thì sẽ không có người nào giúp đỡ được những cái tình trạng của những thương phế binh như vậy. Cảm ơn anh. Và thưa anh Nam Lộc, là trong cái trường hợp này, nếu như quý khán giả hiện nay đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Thương Mại của chúng tôi, thì nếu mà họ muốn đóng góp thì có những cách nào để mà đóng góp cho những người thương phế binh, thưa anh? Thưa anh Thắng và thưa quý vị khán giả, thực sự thì chúng ta có nhiều cách. Nếu mà có lòng muốn giúp đỡ thì có nhiều cách lắm. Quý vị có thể liên lạc và biết một số các thương phế binh, gia đình quý vị có thể đóng góp, bạn bè đóng góp, gửi trực tiếp về cho họ. Hay là mỗi một gia đình có thể bảo trợ cho một thương phế binh. Thí dụ như tôi vừa nói rằng là hội HO tương trợ thương phế binh có đến cả 7-8 ngàn người không nhận được tiền vì không đủ tiền. Thì chúng ta liên lạc với hội để xin hội cho chúng ta 5-7 người, rồi gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta đóng góp tiền lại, gửi trực tiếp cho họ, không cần phải gửi cho ai cả. Mà mình kiểm soát được số tiền. Thì công ty Đông Nam Á cũng là một trong những công ty đứng ra để kêu gọi hội HO tương trợ thương binh cho chúng tôi và khoảng 1-20 người để chúng tôi hàng năm gửi tiền về giúp đỡ họ. Và chúng tôi nhân đây cũng nhân lời câu hỏi của anh Trọng Thắng, thì xin quý vị, nếu quý vị trong cá nhân hay là quý vị trong hội đoàn hay là quý vị ở trong các cơ sở thương mại, quý vị có thể tự tìm các danh sách thương phế binh, hay là quý vị có thể liên lạc với các hội thương phế binh ở nhiều nơi, hay là có thể liên lạc với trực tiếp với bà Trung tá Hạnh Nhân để tiếp tay. Thì tôi nghĩ rằng, hoặc là nếu quý vị nào ngại hay là không có thời giờ, quý vị có thể gửi qua cho công ty Nông Má. Chúng tôi sẽ hứa danh dự với quý vị là tiền sẽ được gửi về tận nơi, và các thương phế binh đó họ sẽ ký nhận tiền và chúng tôi sẽ hồi âm lại cho người nhờ chúng tôi chuyển đi. Thì như tôi nói với anh Trọng Thắng là có nhiều thành phần cần giúp đỡ Việt Nam lắm. Thế nhưng mà có lẽ cái thành phần như anh Tuấn vừa nói đó, mà chúng ta cần phải quan tâm đến nhiều, vẫn là những người thương phế binh bất hạnh đang vất vưởng ở quê nhà. Xin cảm ơn anh rất nhiều, và xin cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Và thưa quý khán giả, một lần nữa, công ty Đông Nam Á
là công ty điện thoại quốc tế với một cái tiêu chí là giúp đỡ tất cả các thương phế binh ở tại Việt Nam hiện nay vẫn còn sống lê lết và vất vưởng ở nhiều nơi. Danh sách lên tới cả 18.000 thương phế binh như anh Nam Lộc vừa trình bày. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc xin mời quý vị gọi ngay cho số điện thoại ở trên màn ảnh nhỏ nếu quý vị nào muốn biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn anh Nam Lộc đã đến với chương trình trong ngày hôm nay và anh Tuấn Nguyễn. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn anh Trọng Thắng và cảm ơn quý vị thính giả. Xin cảm ơn anh Tuấn. Chúng tôi, ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên của công ty điện thoại quốc tế Đông Nam Á, xin các anh chị thương phế binh và cô nhi quả phụ cảm nhận lòng tri ân thiết tha của chúng tôi đến với các anh chị. Dạ vâng, cảm ơn. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc một lần nữa, xin quý vị hãy gọi ngay cho số điện thoại trên màn ảnh nhỏ và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Trân trọng, kính chào.